Vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật bạt giả phạm, xin ân cần thăm hỏi Thế Tôn, ngài được ít bệnh ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa an vui chăng, việc đời chịu đựng được chăng, chúng sinh dễ độ chăng, rồi cầm ngàn cành hoa sen sắc vàng ròng ấy dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự. Khi ấy Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy rồi giải trở lại vô số thế giới chư Phật ở hướng Tây Bắc, do thần lực Phật khiến cho các hoa này rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của các hoa này đều có hóa Phật ngồi kiết già, nói pháp tương ưng Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát. Hữu tình nào nghe được nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tột. Khi ấy Bảo Thắng và các tùy tùng thấy việc này rồi vui mừng nhảy nhót, khen chưa từng có. Mỗi người tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và các Bồ Tát, xong lui ngồi một bên. Cứ như thế, từ thế giới tận cùng ấy đến đây, tất cả các cõi Phật ở hướng Tây Bắc, mỗi cõi đều có các Đức Như Lai hiện đang nói pháp màu cho đại chúng. Tại chỗ các Đức Phật ấy, cũng đều có một vị Bồ Tát đứng đầu, thấy hào quang lớn này, cõi đất biến động, và thân tướng Phật tiến đến trước bạch Phật. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điềm lành này? Khi ấy, các Đức Phật kia, mỗi ngài đều đáp, ở hướng Đông Nam, có thế giới Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, sắp nói pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát, do thần lực của Phật đó nên mới hiện điểm lành này. Các Bồ Tát đứng đầu nghe xong vui mừng, ngày nào cũng đều xin đến thế giới Kham Nhẫn để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Phật và các vị Bồ Tát. Các Đức Như Lai kia khen hay và cho đi, các ngài đều trao cho hoa sen ngàn báu sắc vàng ròng và dặn, người đem hoa này đến chỗ Phật kia, bạch lại đầy đủ lời ta. Xin ân cần thăm hỏi, ngài được ít bệnh ít phiền, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa an vui chăng, việc đời chịu đựng được chăng, chúng sanh dễ độ chăng, rồi cầm hoa sen này dâng lên Thế Tôn để làm Phật sự. Người đến cõi kia phải nhận thức đúng đắn, thấy cõi Phật đó và các Bồ Tát chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các Bồ Tát kia oai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc, vì nhân duyên lớn mới sanh về cõi đó. Mỗi vị đứng đầu nhận hoa vâng lệnh rồi cùng với vô lượng vô số Bồ Tát, đồng nam đồng nữ, từ giã Phật, mang theo phẩm vật cúng dường bắt đầu lên đường. Các cõi Phật đã đi qua, mỗi nơi đều có cúng dường Phật và Bồ Tát, không bỏ sót cõi nào. Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lại hai chân Phật đi quanh trăm ngàn vòng, dâng hoa bạch trình mọi việc. Phật nhận hoa xong, giải trở lại hướng Tây Bắc. Do thần lực Phật, nên hoa rơi khắp các cõi Phật. Trong đài của các hoa, đều có hóa Phật nói pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát, khiến cho người nghe nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tột. Bồ Tát đứng đầu và hàng tùy tùng thấy rồi vui mừng khen chưa từng có, mỗi vị tùy theo căn lành và phẩm vật cúng dường nhiều hay ít mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát, xong lui ngồi một bên. Lúc bấy giờ, thế giới tận cùng của vô số thế giới ở phương dưới tên là Liên Hoa, có Phật hiệu là Liên Hoa Đức Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian dài, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật bạt giả phạm, đang an ổn trú trì tại đó, nói pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các chúng đại Bồ Tát. Ở đó có vị Bồ Tát tên là Liên Hoa Thắng, thấy hào quang lớn này, cõi đất biến động, và thân tướng Phật lòng sanh thắc mắc, đi đến trước Phật, đầu lại hai chân Phật bạch. Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có điềm lành này? Khi ấy, Đức Phật Liên Hoa Đức bảo Bồ Tát Liên Hoa Thắng, này thiện nam tử, ở phía trên của cõi này trải qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni.